nhiệt tình và đầy trách nhiệm là những gì mà đồng nghiệp và các em học sinh nói về cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên dạy môn tiếng Anh của trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Gia Phan. Gần 22 năm đứng lớp làm công tác giảng dạy, cô Hương luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy để các tiết học trở nên sinh động, cuốn hút, giúp học sinh ngày càng yêu thích môn tiếng Anh. Qua những tiết học môn tiếng Anh mà chúng em được học cùng với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương thì em cảm thấy bài giảng rất là dễ hiểu. Theo cá nhân em thì môn tiếng Anh được đánh giá là một trong những môn học khó đối với hầu hết các bạn học sinh hiện nay. Nhưng cô đã sử dụng các cái thiết bị khoa học công nghệ hiện đại như là máy tính, máy chiếu và các hình thức giảng dạy PowerPoint để giúp cho bài học trở nên lôi cuốn và sinh động hơn. Tôi thường xuyên tham gia tích cực các cái buổi tập huấn chuyên môn của cấp trên, tham gia học hỏi kinh nghiệm giảng dạy hay của đồng nghiệp. Bản thân tôi thường xuyên thiết kế đa dạng các hoạt động trong cái công tác soạn giảng, đồng thời áp dụng linh hoạt các cái phương pháp giảng dạy mới cũng như là khoa học kỹ thuật và các trò chơi trong các tiết dạy để nhằm giúp học sinh có hứng thú và cảm thấy tiết học dễ hiểu hơn. Với kiến thức chuyên môn của mình, cô Hương được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh cho đội tuyển của trường và đội tuyển học sinh giỏi của huyện Chư Bứ dự thi cấp tỉnh và đạt nhiều thành tích cao với trên 130 em học sinh đạt giải. Với những nỗ lực sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, cô Hương đã đạt được nhiều thành tích như danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007 và 2010, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023. 6 lần được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, cô còn nhiều sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy trên lớp, cô Hương còn đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ chuyên môn tiếng Anh, thể dục, nhạc họa. Ở cương vị nào, cô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng được khối đoàn kết, gắn bó trong đơn vị. Cô Nguyễn Thị Minh Hương, giảng viên môn tiếng Anh. Trong suốt quá trình công tác thì cô đã đạt rất là nhiều thành tích trong quá trình dạy và học cũng như hoạt động đảng và đoàn thể. Nhiều năm liền cô đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Không những vậy, cô còn nâng cao ý thức tự học và hiện tại cô đã hoàn thành chương trình khóa học thạc sĩ về bộ môn tiếng Anh. Có thể nói, với sự tận tâm trong sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương xứng đáng là một giáo viên tiêu biểu trong ngành giáo dục huyện Chư Bứ. Trang truyền hình địa phương do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Chư Bứ thực hiện, phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Gia Lai, xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.